Today, we are blessed to present one of these insightful lectures entitled The Almighty, Part 104 on Between Master and Disciples, given in English on October 1st and 2nd, 2006 in Spain. Vietnamese. Rồi, anh người Việt Nam. Kính thưa sư phụ, tháng 7 vừa rồi con vừa được đài truyền hình của Đức cho con đóng một cuốn phim nói về cuộc đời của con. Cuốn phim tựa đề gọi là Lebenslinie. Leben gì? Lebenslinie. Linie. Là sao? Là về đường đời. Linie. Okay. Yeah. Đường đời. Rồi sao? Thì trước khi đóng cuốn phim này thì con cũng có hỏi ý kiến một vài người đồng tu, tại vì mục đích của con cũng muốn là truyền cái tin tức của sư phụ ra cho nhiều người, nếu mà mọi người coi cái phim đó. Rồi. Thì sau khi mà con trong lúc mà đóng phim đó thì con rất là cầu nguyện sư phụ, và con cũng có được lời dạy của sư phụ qua cuốn phim, thì con có cảm thấy được là cái nhiệm vụ của con trong kiếp này sẽ làm cái gì trong kiếp này. Thì cuốn phim đó đã thành công và đã xong rồi, thì họ lấy cái tựa đề của cuốn phim là Tại sao cô Nguyễn Medician. Và cuốn phim đó sẽ được chiếu lên TV vào ngày mùng 6 tháng 11 này. Rồi, mọi người đấy, coi. Dạ. Và con bây giờ dạ thưa 7 giờ tối. Bây giờ tối đài nào? Đài Bay Rishorun Phùng. Bay Rishorun Phùng. Dạ. 7 giờ tối, ok, để tôi coi có đóng sao. Dạ. 7:15. 7:15. Dạ. Nhớ mấy người coi nói tôi biết hay, vậy nhiều khi sư phụ bận không coi được. Hay là record it for me in case, yeah? Dạ. Record lại. Dạ. Để khi nào sư phụ coi cũng được. Ok. Dạ. Tại nhiều khi sư phụ không có truyền hình. Dạ. Dạ. Không có vai ở Rishorun Phung hay là Square Phung. Dạ. Rồi. Yeah, good. Congratulations. Dạ. Con rất là cảm ơn sư phụ đã cho con đó có được món quà đó. Và tại sao mà ta biểu mình làm bài đó vậy? Dạ, tự nhiên thì tới hỏi về sư phụ. Tới nhà mình ta hỏi hả? Dạ, thì cái đó là cũng một người khách của trong tiệm con đó. Tiệm gì? Dạ, tiệm cosmetics sư phụ. Rồi. Dạ. Rồi họ, một bà khách, thì bà đó là bà chủ của cái hãng phim. Dạ. Bà tự nhiên bà tới tiệm làm, rồi sau đó bà hỏi là con có muốn đóng phim không. Thì lúc đó lúc bà hỏi thì con rất là vô tình, con không biết là bà muốn gì. Thì con tưởng là bà chỉ hỏi 10 phút thôi. Dạ, thì con nói thì không sao, nếu mà bà muốn thì tôi đóng. Thì sau khi mà con trả lời xong thì họ mới tiếp tục cái chương trình. Rồi là sau đó họ mới nói là phim bao lâu? Dạ, thứ 45 phút sư phụ. Dạ. Phim cũng coi như là documentary này. Dạ đúng rồi, thì họ cũng đi về Việt Nam với con thì cũng quay phim. Dạ. Tôi chờ quay tới Việt Nam rồi. Dạ. Okay. Có trả tiền không? Dạ thưa, họ có trả tiền cho con. Bao nhiêu? Trong cái thời gian 3 ngày, trong cái thời gian mà tại vì đóng là phim. Con dạ. Dạ, nhưng mà cái cuốn phim thì hơi đắt, là tại vì họ đi về Việt Nam chung với con đó thì bình thường thì cái chương trình này nó họ làm ở Đức thì nó không đắt mấy, nhưng mà tại vì họ đi chung về Việt Nam thì cho nên trả tiền mình ít. Dạ đúng rồi. Dạ. Phải về Việt Nam. Okay. Dạ. Đóng hết họ 45 phút hay là dạ đóng một tháng trời lận sư phụ. Biết rồi, nhưng mà rồi 45 phút có mặt mình hết rồi hả? Dạ. Với lại có nhiều cảnh rồi kia. Dạ, trong lúc đóng với ai nữa? Dạ thưa, đóng họ quay về gia đình con, họ quay về cái thành phố từ ở đâu mình tới, rồi cuộc sống của Việt Nam, sợ tại sao mình đi qua bên Đức, rồi sau khi chiến tranh thì như thế nào, rồi cảnh mọi người rồi, đi dưới. Tại sao Meritia nói cái gì trong đó, cô nói gì trong đó? Dạ thưa, con có nói là trong cuộc sống thì sau khi con thấy mà trong đời sống có vui có buồn, thì sau khi mà chiến tranh thì con cũng cảm thấy là cuộc sống rất là vô nghĩa. Nếu mà mình chỉ có lo về đời sống bên ngoài thôi thì mình không sao mà hạnh phúc được. Dạ. Cho nên mình phải đi đường về đường đạo, đường tâm linh. Thì nhờ có đường tâm linh con người mới hạnh phúc được. Nói tiếng ai vậy? Đức giỏi không? Dạ, ta hiểu không? Dạ thưa hiểu, con nói tiếng Đức. Dạ. Sạc. Dạ. Sagan Edwards. Sagan Edwards.
Nói cái đó hồi nãy giờ nói gì đó, nói tiếng Đức tôi nghe. Dạ thưa. con có nói là yeah, das Leben ist nach dem Krieg ist das das Leben so elend und die Menschen leben jetzt in dieser materiellen Welt und das ist nur nach außen kann kann man nicht glücklich werden. Man muss ja nach innen gehen, innere Stimme, nach Gott suchen und durch Meditieren kann man das zu innerer Ruhe. Und warum meditierst du? Das ist der Titel. Warum? Ja, der Titel heißt Warum Frau in die Tür. Ja, 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 aber ja, warum? Sag du warum. Ja, ich sag ja, weil ich ja durch Meditation, durch die One-Yin-Methode, bin ich. Du hast viel gesagt One-Yin-Methode? Das habe ich gesagt. Und dann haben sie nicht gefragt, was ist denn das? Doch, durch beim Aufnehmen, ja, habe ich sehr viel von dir erklärt, dass du meine Meisterin bist und dass du, ja, ich bin sehr glücklich durch dich, bin ich ein anderer Mensch geworden. Ich bin glücklicher, mein Leben ist besser geworden. Also ich besser Menschen geworden. Ja, und nicht nur das, sondern ich versuche das Beste auch die Menschen zu dienen. Und dadurch möchte ich auch, dass die Menschen diese Methode kennen oder deine Lehre auch kennenlernen, weil ich bin durch dich so glücklich geworden und ich möchte sehr gerne diese Botschaft weitergeben. Verbreiten. Ja, verbreiten. Die Lehre verbreiten. Ja, okay, bla, bla, genau. Okay, gut. Ja, und dann sie akzeptieren das alles, sie haben nicht, nicht aufgeschnitten? Die haben nicht alles, in diesen 45 Minuten haben die da nicht alles aufgenommen, weil insgesamt haben wir ja eine Monate lang, das sind 30 Filmen und von den 30 haben die nur eine Film rausgeschnitten. Deswegen, das war schon ein Abschnitt, wo ich meditiert habe und dein Bild ist drauf, aber was ich von der Guangjin-Methode gesagt habe, haben die nicht aufgenommen, aber die haben gezeigt, ja, warum Frau Nguyen meditieren. Und das, ich denke, das ist schon ein großer Vorteil, dass die Zuschauer das sehen und werden ja merken, ja, warum ich meditiere, weil ich auch gesagt habe, durch die Meditation bin ich ja glücklicher geworden, bin ich ein anderer Mensch, bin ich. Aber mit der Guangjin-Methode? Ja. Also nur Guangjin-Methode. Und ja, durch deine Methode. Ja, durch deine Methode und durch deine Lehre. Und das ist bei mir mein Wunsch, dass es viele Menschen wie möglich deine Lehre weiter folgen. Okay. Voilà. Aber Sie wissen, wo folgst du oder nicht? Bitte? Wer? Ja, die Zuschauer, wenn die das Interesse haben, können die weiter bei Bayerischer Rundfunk nach meiner Telefonnummer oder meine Adresse fragen. Okay, ja. Okay, that's good. Ja. Ja. Gratuliere. Ich gratuliere. Ja, jawohl. Dạ, kính thưa sư phụ, con muốn hỏi sư phụ về cái công việc của con làm hiện nay liệu có ảnh hưởng lớn đến sự tu hành của con hay không? Làm gì? Dạ, thưa sư phụ, con hãng của con là một hãng buôn bán, chuyên buôn bán với nước ngoài và nhập hàng nước ngoài về để trong nước bán. Con là một bộ phận đóng gói. Thì những cái mặt hàng khác thì giống như là nước hoa với những cái mặt hàng khác thì không có vấn đề liên quan đến vấn đề sắc xanh. Nhưng mà có một cái mặt hàng nó gọi là ride. Cái mặt hàng đấy là có cái loại mà chống như côn trùng lại gần mình. Nhưng không có cái loại mặt hàng mà để xịt và côn trùng nó bị chết ấy, giống như con kiến hoặc là những cái con côn trùng khác ấy. Thì thưa sư phụ, như thế nếu con làm ở cái bộ phận đóng gói như thế thì có ảnh hưởng đến cái việc tu hành của con nhiều không ạ? À, cũng có ảnh hưởng chút đỉnh. Nhờ có đổi nghề khác được không? Thì con cũng đang cố gắng đi tìm cái việc khác để đổi ấy. Nếu không được thì tiếp tục làm đó rồi từ từ kiếm việc khác rồi mới đổi. Ok. Vâng. Kiếm được việc rồi mới đổi. Đúng vâng, không? Vâng. Ừ. Trong lúc mình gói thì mình niệm năm vị Phật. Nhá. Vâng. Tại thưa sư phụ, tại cái mặt hàng đấy không phải là đóng quanh năm, chỉ có một thời gian 1-2 tháng thôi. Hiểu. Còn đâu những cái con hầu như là hãng con sản xuất về ví dụ như nước lau nhà hoặc là xà phòng hoặc là hoặc là kem mà bôi tay hoặc các thứ. Cái mặt hàng đấy chỉ đóng gói rất là ít trong vòng 1 năm thôi. Hiểu rồi. Thì trong lúc đó ảnh hưởng mình. Vâng. Có thể nào mà mình yêu cầu không có đóng những cái hàng đó được không?
không được. Dạ thưa không được. À, được. Thì nếu có thể làm chuyện khác thì làm, còn không được thì ráng chịu. Hả? Niệm năm vị Phật, hiểu chưa? Dạ. Tại họ biểu mình gói chứ không phải mình gói, hiểu không? Không phải mình muốn gói, nhưng mà cũng phải niệm năm vị đó. Vâng. Tập trung đặng cho bảo vệ, hiểu chưa? Bảo vệ mình. Cảm ơn sư phụ. À, có gì. Everybody inside, yeah? Or is there anybody sitting outside? Everybody in? Có mấy người ở ngoài mình? Hả? No. Hả? All in, yes or no? Yes. Okay, good, good. If not enough space, you sit a little bit over here or on top of the others. Do they have like a second floor tent? No, huh? Yeah, what shall we do? Poof, very difficult, huh? You know, suppose we have a center, we will never have enough room for everybody. Do you understand? Even the biggest hotel, yeah, sometimes will not be enough, yeah? I have problem looking for a hotel in Bangkok, in Thailand. You see, non-hotel so big. When they hear, before they don't even know how many, they say about 5,000-6,000. Oh, no, no, cannot. No, 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 no. Okay, go look for another hotel, and then not enough, look for another hotel. Oh, look around. The whole Thailand. Only one. But, you know, they say 10,000 only. They don't know how much we have. So I say, okay. Whatever, yeah? Do you understand my problem? Yes. Hmm? Hmm. We are not in India, okay? If we are in India, maybe the government even build a ashram for you, yeah? And ask you to go to speak in the parliament or advise a state matter, maybe. But we are in a different world, yeah? The Indian people, they know how to respect others, yeah? Respect the, and they know about practicing, yeah, vegetarian and all that. And they do not compete with each other, yeah, about who's right, who's wrong. Yeah, so if you go to India, you can find so many gurus, all kind of gurus, and nobody say anything about anything, yeah, yeah. So they can have very big ashram, nobody say anything, yeah. Western country or other country, our group is fairly new, yeah, new, even though I don't teach anything new, but it's new to everybody, yeah, and so it's kind of still very, not very smooth for us all the time. In some countries smooth, or some places it's smooth, some places not, yeah, in the smooth place we cannot find a room. There's a lot of room, we cannot find smoothness. Okay, the Vietnamese continue. Dạ, kính thưa sư phụ, con muốn hỏi là bởi vì là mùa hè đấy, nhà con đi bán đồ chay, ở đồ chay mà trong mấy tháng hè, vâng, đi xa lắm, mà 600-700 cây số liền. Wow. Dạ, vâng, vì con hỏi về ngồi thiền mà, bởi vì chúng con bán hay vào ngày cuối tuần á. Nhưng mà chúng con không có thể tới trung tâm ngồi thiền. Mà sau những ngày chúng con đi bán hàng về, chúng con ngồi ngày ngồi đêm ở nhà có được không? Được, được, được. Dạ. Okay. Vâng. Nếu phải đi làm sinh nhai thì nói cho họ biết. Dạ, dạ. Quý vị mà làm contact person á, dạ, là liên lạc viên á, vâng, cũng phải tùy nghi sử dụng. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Nhiều khi ta con cái nhỏ, người ta đi không được. Vâng. Người ta sống một mình với con và là một mình với chồng thì không được. Đi rồi chồng ai coi. Bỏ chồng ta lụm mất sao. Bỏ con thì sợ xã hội họ trách. Hả? Bỏ chồng thì sợ bà hàng xóm bà tới. Bà coi sốc dùm. Ok. Thì nếu mà mình phải vì sinh nhai hoặc là hoàn cảnh hoặc là công việc không, dạ, thể đi cộng tu được á, dạ, thì nói cho liên lạc viên biết là, dạ, tôi ở nhà tôi có ngồi thiền từ mấy tiếng tới mấy tiếng vậy đó, dạ, chị anh giúp giùm, dạ, tôi phải đi bán kiếm tiền, dạ, hoặc là tôi phải coi sóc con cái,
hoàn cảnh tôi như vậy đó ha. Vâng. Thì quý vị lượng xét dùm ha. Dạ. Tôi có ngồi thiền đều đặn mỗi ngày mấy giờ mình nói vậy đó. Dạ, ví dụ vậy đi ha. Dạ, thì họ biết. Ok. Dạ, vâng, con cảm ơn viên. Sư phụ. À, liên lạc viên cũng phải tùy hoàn cảnh người ta mà xét xử ha. Có gì nữa không? À, dạ có sư phụ. À, con cũng muốn hỏi sư phụ á, con hai chồng con với hai chồng chị con rất thích làm đậu hũ. Mà bán cho người ta rất là thích ăn, nhưng mà tụi con chỉ làm ở nhà thôi chứ không có mở tiệm. Rồi. Rồi con muốn hỏi sư phụ á, chúng con muốn mở một cái tiệm chay như vậy á, mà đồng tu, khi mà con hỏi đồng tu thì cũng có nhiều người cũng như cho con mượn tiền á. Ừ. Tại vì hiện giờ tụi con đang mua nhà cho nên tụi con không dám làm. Ừ. À, sư phụ thấy cho con ý kiến, tụi con có nên làm không sư phụ? Làm gì? Mở một cái tiệm chay á sư phụ. Tiệm chay, tiệm đồ ăn chay á. Dạ, tiệm đồ ăn chay sư phụ. Nhưng ở đó có nhiều người ăn không? Ở đó hả? Lớn không? Ở tỉnh con ở thì lớn sư phụ. Nhưng mà không biết được á, là có mấy cái tiệm bán toàn là rau cải không à. Rau cải không á, cũng như dành cho những người vegetarian vậy á. Không có nấu, chỉ có rau cải cùi mưa giờ với khe giờ thôi mà người ta mở tới mấy cái tiệm lận. Trời ơi. Dạ. Yeah. Khe giờ không mở mấy cái tiệm. Ok, I don't know, cho mượn chừng bao nhiêu vậy? Con cũng không biết đó sư phụ. Không biết mà dám mượn. Gan cùng mình hả? Tại vì tụi con mắc kẹp mua nhà mới đây cũng 5 năm đó sư phụ. Tụi con còn nợ cái nhà cho nên tụi con không dám. Nợ bao nhiêu? À, nhà thì nợ không phải trả liền, cũng như từ từ mỗi năm tụi con trả góp với sư phụ. Mà bây giờ bán đậu hũ đủ trả không? Đậu hũ thì tụi con không có bán thường, tại tụi con không có quảng cáo nhiều. Biết rồi, nhưng mà ở nhà làm việc gì để trả nợ vậy? Tụi con, ông xã con mới thất nghiệp đây một năm thôi sư phụ. Vậy hả? Còn trước đó thì có đi làm. Đó. Bây giờ thất nghiệp làm sao trả tiền? Thất nghiệp thì tụi con vẫn sống giá đủ tiền vậy đó, không tụi con không có xài phung phí nhiều sư phụ. Hiểu rồi, ok. Thì thôi tiếp tục làm vậy đi, đừng nợ nần ra thêm, rồi mai mốt làm sao trả cho hết. Dạ cảm ơn sư phụ. Ví dụ nó không làm việc không được làm sao. Dạ. Nhưng mà mấy đồng tu đó, nếu họ muốn kinh doanh á, hiểu không? Dạ. Nếu mà họ muốn kinh doanh á thì bỏ hùng tiền ra làm, nếu mà họ muốn kinh doanh thì nghĩa là lời ăn với nhau lỗi chịu nhau thì được. Hả? Chứ mình mượn rồi mình để gánh trách nhiệm trên vai đó, rủi mình làm không thành công á, tiền trả không hết rồi buồn mọi người, hiểu chưa? Thì những người nào mà muốn kinh doanh với nhau mà muốn như vậy á, thì hùng lại làm với nhau được. Ok. Còn nếu không muốn thôi đừng có mượn tiền người ta. Mượn thì dĩ nhiên đồng tu họ cho, đồng tu mình rất là rất là rộng rãi, tin tưởng, nhưng mà phải lượng sức mình, hiểu chưa? Còn nếu đồng tu họ muốn làm thì mỗi người chúng vô làm không? Rồi cảm ơn sư phụ. Với con có cái câu hỏi nữa sư phụ ơi. Cũng như trước khi mà con chưa có lấy chồng, chưa có con á, con có thể nghiệm đầy đủ lắm, ánh sáng, âm thanh. Khi mà thiền cũng có lúc mà cũng có nghe mùi hương sư phụ á, giống như đồng tu khác kể vậy đó. Nhưng mà sau từ ngày con lập gia đình xong, có con xong, mất hết rồi sư phụ. Chúc mừng hả? Nhưng mà con biết được á, khi mà con có chuyện gì á, con ngồi con cầu sư phụ á, thì giống như giữa con với sư phụ bên trong thông với nhau, sư phụ cho con biết câu trả lời á. Với con cũng biết được là mình mẫn cảm hơn hồi xưa nhiều sư phụ. Chỉ chừng nào có vấn đề gọi sư phụ mà đâu lo chi tu hành chi mất công ha. Có thí nghiệm gì đâu mà kệ đó, thì mình gọi sư phụ có liền là được rồi ha. Vậy không có sao đâu hả sư phụ? Không có sao đâu. Sao gì đâu, để sư phụ làm hết cho. Sẵn dịp sư phụ ngồi thiền giùm luôn. Sư phụ có thể nghiệm giùm luôn. Ok. Đã có chuyện gì mà thất bại gì đó sư phụ ủng hộ giùm luôn. Sao gì đâu. Có sao không? Dạ không có sao đâu, còn sống nha. Một lần nữa con xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Không có gì. Con không có ngờ được cả gia đình con theo sư phụ tu hết sư phụ. Very good. Cảm gia đình là ai đâu kể ra coi.
Ba con, má con, chị con, em. Ba con. Má chị em đâu ở đây hết không? Dạ có ở đây hết đó sư phụ. Đâu giơ tay lên coi coi. Ông xã luôn đó sư phụ. Ô cha ông xã giỏi vậy đó. Rồi, cảm okay. ơn sư phụ rất nhiều. Không có sao dạ. đâu, thôi kệ đi, được sao hay đấy hả? Dạ. Ừ, có cảm chuyện ơn. Gì kêu sư phụ mà đâu có lo đâu. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Gậy. Hả? Mất thí nghiệm mà được chồng rồi được ông già bà già chồng rồi được con nữa, chu cho 4-5 người còn đòi gì nữa hả? 4-5 người Bồ Tát nữa, hiểu chưa? Thôi ráng chịu nha con.